Tây quê em An Giang, có sông Hầu đồng ruộng thân thang, đất phù sa theo con nước lớn, từ ngàn xưa dung đắp thôn làng. Miền Tây quê em An Giang, gái xinh đẹp tuy mỹ đoan trang, áo bà ba tai nghiêng nón lá, cười hồn nhiên sao xuyên bao già. Quê hương em miền Tây Việt Nam, thương yêu nhau như nghĩa họ hàng, cùng sẻ chia cảnh sống gian nan, đời yên vui quý hơn bạc vàng. Quê hương em đồng bằng cửu long, trai trung kiên chung quy một lòng, chuyện tình duyên sông nước mênh mông, đẹp trăm năm ấm êm mặn. Miền Tây quê em An Giang, tuyết nhung ngọc giang ngà ngân an, lái xuồng nang trên kênh lưới cá, tình đồng hương hôm sớm rộn ràng. Về đây quê em Long Xuyên, thất sơn đẹp điên điền thơm ngon, ghé làng Chăm xem cây thuốc nốt, rồi hẹn thăm Châu Đốc rừng trà. Dạ thưa kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ hôm nay đó thì sáng ngày 14 tháng 7 dương lịch, dạ cũng là sinh nhật của Ngọc Khăn. Dạ thì có ba nuôi của bé Ngọc Khăn, đó là Chí Minh, có đặt cái phần gà rán ở quán của Tiết. Đây là những phần đùi gà rán đây, cái này gà rán với khoai tây chiên luôn, một phần là 25.000 quý bà cô chú, với đặt nước ngọt, gà rán và nước ngọt 25 phần để mà tổ chức sinh nhật cho bé Ngọc Khăn. Thì bé Ngọc Khăn ngày trước đây Tiết cũng có quay bên bên Tiết á, thì ba của Ngọc Khăn thì cũng đã mất rồi, thì được em Chí Minh nhận làm con nuôi á, thì cũng được hơn một năm rồi. Thì hôm nay thì nhân dịp sinh nhật của Ngọc Khăn đó thì em đặt cái buổi tiệc sinh nhật này, rồi giữ thêm cái phần cái bánh kem và đồ trang trí nữa. Thì một tí xíu nữa thì chiên gà rán này xong, bắt đầu là Tiết sẽ đem ra quán, rồi mình hát bản Happy Birthday rồi bé, rồi mình sẽ phát gà với nước ngọt cho mấy bé quanh xóm của Tiết. Thì tóm cảm ơn em Chí Minh rất là nhiều, chúc em ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bên đây thì mấy bên phụ bếp thì đang làm, tại cái này mình thức sáng sớm mình làm, tại mình cái giấy gửi mấy bé nhận quà đó thì mình gửi 9 giờ sáng, cho nên là nay mình tranh thủ làm sớm, tại phần gà này nó lâu lắm, mình làm nó nhiều khâu á, nó lâu lắm. Rồi bên đây nữa, này mình vừa lăn bột, mình vừa chiên, bên lăn bột bên chiên. Này mình làm cũng như mấy trứng rồi. Ủa phai chiên rồi hả chị? Rồi mình lăn lại cái nữa, chừng nào mình gọi cái này mới lăn. À cái này mình chỉ chiên dạng thôi chứ chưa có lăn bột phải không? À cái này một tí nữa mình cái mình lăn gặn nó giòn không? À tí xíu nữa mình còn lăn lại lớp bột mình chiên sơ lại với bà cô chú cho nó giòn á, giòn cái cọng phai nó ngon. Mình lăn này trước 9 giờ. Cái này còn sớm mà, cái này chừng 6 giờ chứ gì. Không, 6 giờ mấy rồi. Ủa vậy hả? Ta chỉ mưa vậy ta không thấy bão. Không thấy mặt trời. Cái này bão thì sao á? Bão. Hôm ra đây cái gì không? 3 giờ rưỡi đó. Đâu phải mà nó hửng sáng mà lại đây là không có đậu. À 3 giờ rưỡi mình làm hả? 3 giờ rưỡi là tôi ra đây rồi bà 6 là 4 giờ. Sớm dữ vậy hả? Chị chưa được 4 giờ thắp nhang thắp đuốc rồi là ra đây mà. À. Trời dâm mưa là ở đây dầm gió. Rồi bắt đầu dọt ra đây. Ra đây là mình làm cái nhỏ này mà là làm này lâu ha, mình rửa mình hấp mình lăn giờ chiên cái này lâu sắc khoai lâu không chiên còn
tí xíu nữa thì mình sẽ phát phiếu. Rồi giờ em ra ngoài em phụ mấy đứa trang trí cái bách. Bách này thì mấy chị đồ truyền gà gán cho mấy bé nè quý bà cô chú. Thì cái này thì tiết phát phiếu. Thì có một số bé đó là đi ba mẹ không có chở đi được á, cho nên là có gửi nhận giùm. Mà nãy giờ hình như là chưa có ai nhận giùm á. Nãy giờ trong nhóm mình đâu có ai nhận giùm không nhà? Toàn có mặt đầy đủ không? À. Bên đây thì gà gán với khoai tây chiên với mà cô chú. Nước ngọt truyền ra chị. Ừ, mỗi một bé là một lon. Mỗi một bé một lon với cái đùi gà với ly nước. Ly nước đâu, nước đâu? Nước đâu chị Trinh? Rồi. Cái bé áo vàng này, bé lớn này là nhận cho em của bé nè. Con cá hả? Nè, của con nè. Có đây nè. Kè, kè, sao lưng kè còn 3 ống mét kìa. Ăn luôn hả Ngọc? Nè, của con nè con. Cô ngồi đây chút cô đưa về gã. Nè, của con nè. Bánh kem về tới rồi kìa. Bánh kem về tới rồi. Để lên bàn giùm Tám đi con. Rồi. Bánh kem gì bự vậy hả? Nè, của con mà ăn đầy đủ. Cái này nó có hơi gió nha quý bà cô chú, gió quá gió rồi. Cho nên là ấy là rồi bây giờ đó thì mình sẽ bắt đầu để mà hôm nay đó thì bây giờ mình hỏi nến mình chúc mừng sinh nhật con đi. Rồi chút xíu nữa con sẽ gửi lời đến ba rồi Tám sẽ bật mí mấy cái khúc kia ha. Rồi bây giờ đó thì để Tám mai gió quá không biết đốt được không nữa nè. Cho con cầu nguyện trước nha. Do là mưa cho nên là bé Ngọc Khăn qua trễ quý bà cô chú. Mấy bé nhỏ thì tiết mời là 9 giờ. Là do mưa. Cái này thì bé 11 tuổi. Gió quá nó không được rồi Năm ơi. Gió quá gió rồi. Rồi con cầu nguyện đi con ơi, gió quá đốt không cháy à. Rồi con cầu nguyện đi. Cầu nguyện trong ngày sinh nhật của con. Được chưa? Rồi phải không? Rồi mấy mấy con hát chúc mừng bạn Ngọc Hân nè. Hôm nay là sinh nhật ngày 14 tháng 7 nha. Rồi vỗ tay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Rồi ai đại diện chúc bé Ngọc Hân coi. Bé nào? Bé con. Rồi bước lên. Dạ em xin chúc chị Ngọc Hân có ngày sinh nhật vui vẻ và gì quên em tặng cho chị con nhóc vào. quên lại. Rồi thì hôm nay đó thì sinh nhật của con hay Ngọc Hân thì Tám cũng gửi lời chúc đến con là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn học tập cho thật tốt, rồi từ đầu năm đến cuối năm thì thi đâu là đậu đó, luôn luôn có kết quả cao trong mọi kỳ thi và học tập nha. Rồi bây giờ đó cái này bánh kem xong phải không? Rồi phần bên đây đó thì em Minh đó là cũng có tặng một cái chiếc xe đạp điện cho bé Ngọc Hân. Thì cái chiếc xe đạp điện này thì bên em Minh mua nha, chứ Tuyết không có mua. Em Minh với bé Ngọc Hân chọn đây, xe đạp điện. Đây chìa khóa trong đây luôn. Nhớ cái chồi của mẹ không biết chạy được.
Rồi hôm nay đó thì cái buổi tiệc sinh nhật này thì cũng được ba nuôi của con là tài trợ ha. Rồi chiếc xe đạp điện thì ba con cũng tặng cho con rồi. Rồi bánh kem tất cả các thứ, rồi nước ngọt đồ tất cả là ba con tài trợ hết. Rồi bây giờ con thấy làm sao trong con cảm thấy ngày hôm nay như thế nào và con gửi lời gì đến ba ha? Con rất là vui khi ba đã tổ chức sinh nhật cho con và con chúc ba học nhiều sức khỏe, làm việc suôn sẻ. Rồi, tao cảm ơn con. Cho chào phó tài con. Rồi vậy bây giờ đó thì còn thiếu gì nữa không ta? Thì bây giờ con cắt bánh kem đi rồi cái con mời mấy bạn ăn luôn ha. Nè. Chờ để Tấm lấy mấy cái này ra rồi cái con cắt bánh kem đi. Con mời mấy bạn ăn gà rán với nước ngọt với con đi. Con quay xuống con mời mấy bạn đi. Con mời mấy bạn ăn mấy cái đó đi. Rồi để mấy bạn đợi á. Nãy giờ sáng giờ mấy bạn đợi con á. Mời mấy bạn ăn gà rán với bánh kem. Bạn Ngọc Hằng nói kìa, nghe không? Bạn Ngọc Hằng nói chuyện nhỏ quá. Nghe không? Nghe. Rồi mấy con ăn đi nha. Rồi mấy con ăn đi. Nè. Rồi con cắt bánh kem đi. Để Tấm lấy cái dĩa. Ừ. Cắt mạnh xuống. Để Tấm gỡ mấy cái này ra. Cầm hai tay vô. Chờ để Tâm lấy cái dĩa con cắt cái hình tam giác á, hình tam giác cái con dứt vô. Ừ. Được không? Không được, đây Tâm phụ cho. Cái này nó có hai tầng, tầng trên và tầng dưới với bạn của chú đây nè. Rồi con mời mấy bạn dưới đi, rồi Tấm chì xuống. Nè muỗng nè con, ơi muỗng nè. Rồi con chì xuống cho mấy bạn đi. Cái này nó dĩa ít quá, nói với mấy bạn ăn từ từ đi. Ừ, mỗi một dĩa là một cái muỗng, mấy cái sợi dây nè. Nè con. Muỗng muỗng nha con, bỏ muỗng vô cho Tấm. Con ngồi ăn chung với mấy bạn luôn đi con. Ngồi ăn chung với mấy bạn đi. Con có đâu vậy? Nè, con ngồi ăn chung với mấy bạn đây để Tấm làm cho. Ừ, đúng là phần đó của con. Ngà ngà cho em ngồi với ngà, cho em Ngọc Hằng ngồi kế chỗ nào á ngà. Sắp xếp cho em ngồi với con. Cái này bánh kem này thì nó không có đủ rồi, Tám sẽ chia mấy bé nào ngồi ngồi trên nha, còn mấy mình ăn chung. Nãy giờ tiết cũng không có kiểm là không biết đủ 50 bé chưa nữa. Bé lớn rồi, chèn xuống dưới khu sau giùm Tám con.
Nè chị, lấy muỗng muỗng chị, muỗng muỗng. Nè muỗng nè chị. Bé nào mà có cha mẹ đợi đó thì mình được phép về trước nha con. Muỗng muỗng nha chị, nhét muỗng vô. Ngồi đó không sao. Ngọc Hằng, Ngọc Hằng nãy giờ có mời ba ăn không? Có mời ông bà cô chú ăn không? Anh Năm đưa qua Ngọc Hằng anh Năm. Mời con, mời ông bà rồi tới ba. Ăn ăn cái gì đó? Mời ông bà và cô chú với ba ăn cùng con. Mà chị chuyển hết cho khu xa luôn chị, chuyển hết cho mấy đứa nhỏ luôn. Là muốn rồi. Đây sẽ đang mỏng rồi. Mỏng rồi. Thật rất mỏng. Nè nè nè. Kêu mấy đứa nhỏ hàng chung đi. Bé bé nào tới sau kìa, đưa 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 gà chị sóc. Coi bé nào tới chơi sau đó. Chị chính cho thằng này với gà này, chính ngồi đây luôn con. Ngồi đây nè con, ngồi đây nè, ngồi đó kìa. Ngồi ngồi cho mày chính á. À còn chưa. Cho con đi nước đi, đi nước. Con nè, con bước. Bước qua đây là ngồi gì đó. Ngồi đây là ngồi sát gốc nè. Quay qua đây, ngồi sát gốc. Quay cái lưng giật. Rồi. Ngồi cái lưng giật con. Chạy chuyển xuống hết đi. Em tính cho mấy đứa nặng chung nữa chị. Nó không mua nó. Vậy hả? Nó lấy rồi mà chị đưa giống như đông đông đông. Vậy hả? Con. Không ăn. À con ăn hả? Không có đùi gà của con đâu. Kìa kìa. Trao cho ông Phần đi nè, còn phần bánh kem cuối cùng chị truyền cái nhóm nào chưa có đó chị truyền. Chính ơi chị lấy cho Phần cho đùi gà chị chính qua đây nè, chính lấy phần đùi gà. Nè nghe không, cái chữ này của con nè. Nè, công chúa Ngọc Hằng nè. Rồi con ăn bánh kem không? Không, con cảm ơn đi, con cảm ơn bà. Ủa Ngọc Hằng đùi gà con đâu? Kìa, kìa sau lưng sao con? Ngọc Hằng đùi nó, Ngọc Hằng đùi. Đi nước cho được Ngọc Hằng đâu? Cho cái tẩy, cho cái tẩy nữa Út ơi, Út ơi. Tại cái khu nước có thì Tuyết để ở ngoài với bà cô chú. Một cái ly với con không vô. Nó nghe nè, ba mẹ của ai mà có bé nhỏ gấp về thì mình vô dẫn con về nha. À, chứ không có cần phải đợi. Tại nãy giờ mình đợi hơi lâu rồi. Vậy đi con, đứa nào chưa về, về đi con. Chỉ đi, chỉ bé nào đó rồi cho bé đó về. Ờ, đứa nào muốn về thì về, bưng về. Tao, con cứ ngồi đây rồi, chỉ con vô nước. À, chỉ con vô nước. Do là có một số bé đó là ba mẹ nãy giờ đợi với bà cô chú. Nên là mình cho về trước. Rồi, con đứng lên. Con đứng lên, con bưng đi nước đi bé chủ. À, con lấy cái lon của con luôn, cái lon của con luôn. Có bọc có để cho mẹ. Rồi. Ở ngoài có bọc. Bé nào xách về ăn không hết, lấy bọc xách về. Có bọc. Tự đứa nào về xách về. Còn mấy bé nào không có ba mẹ ngồi đi ăn với mấy chị. Nghe không? Mấy bé nào mà đi tự đi đó ngồi đi ăn với mấy chị. Ngồi ăn đi con, đứa nào ấy ngồi ăn đi con nha. Bữa nay có nội bên nội của bé Ngọc, bữa nay chủ nhật á có tới tới làm bé Ngọc. Chị lên với ai ạ? À?
Đi với mấy đứa nè. Dạ. Thôi chị. Dạ dạ. Nó nói bởi cái này con bỏ. Ừ, gà của con đâu rồi? Con cứ để yên nó đi, nó tắm tự dẹp. Con cứ để yên nó đi. Chị Sáu cho ly nước chị Tư giùm em. Chị Sáu. Cho ly nước nữa ai? Coi hình như chị uống nước suối rồi vậy. Cho nước suối đi, chịu nước suối. Sinh nhật cô bé này. Con ăn cay được không? Cái này thì con chấm ở trên thôi, con đừng chấm dưới nha. Ở dưới là có tương ớt, có cay. Ngọc Hoa ngồi bên đây nè con. Ừ, chị xả cho đi. Qua bên này để em xả cho. Ngọc Hoàng qua đây nè, Ngọc Hoàng ngồi với mấy bạn nè con. Tại nãy là do là chặt quá cho nên là mình không có cái chỗ ngồi. Ờ, tháo giày ra đi con, qua đây ngồi. Chị bịch giấy đâu chị? Có giấy không, cho em miếng giấy ơi. Nói. Xin hai cái bọc, chị chính cho bọc mới được. Nè con ê cô chuyện dính nha. Ờ rồi con ngồi đi. Nè rồi con ăn đi. Nè bọc đây. Đó, rồi lấy giùm tao. Ủa hai lon nước này có ai không xách về ta? Cái nào hả? Nãy hai lon này có bé nào nè, bỏ quên lại rồi nè. Rồi. Bông bóng này của con xin về hả? Ừ. Nói nghe nè. Ngon không? Ngon. Vậy hả? Rồi nãy giờ con ăn tới gì rồi? À, nãy giờ ăn khoai tây chiên hết hả? Bây giờ tới đùi gà hả? Ờ. Ừ. Đâu qua đây nè. Ủa đâu ăn luôn rồi. Trời kệ nó đi con. Cho ăn xong rồi. Ủa cái này có bé nào nó nãy không xách gì rồi ta? Dạ. Vậy hả chị? Dạ. Dạ. Dạ thì buổi tiệc bé công chúa Ngọc Hăng thì cũng xong hết rồi quý bà cô chú ơi, thì mấy bé đến nhận những cái phần gà gán đâu cũng rất là vui. Thì Tám cũng cảm ơn em Minh rất là nhiều nha. Thì Tiết cũng xin nhắc cái số tiền đó là 50 phần gà gán đó, thì có khoai tây chiên với đùi lớn luôn là 25.000 một phần, thì 50 phần nhân 25 đó là 1.250.000. Còn lon nước ngọt lon thì ở quán của Tiết bán thì gồm nước ngọt với đá luôn lon như vậy đó là 15.000 một lon, thì 50 lon nhân cho 15.000 thì nó là 750.000. Dạ thì tổng cái buổi tiệc sinh nhật hôm nay là 2.000.000. Dạ còn cái xe đó thì bên em Minh với bà nội em Minh là lựa tự mua. Còn cái phần bách rau mà trao trang trí sinh nhật đó thì bé Ngọc Hăng lựa, rồi bé tự mua rồi đem qua đây thì Tiết rồi với mấy bé chỉ hỗ trợ đó là mình trang trí cho nó đẹp để mình cho mấy bé đồ chung vui với chụp hình đó. À, dạ thì hôm nay đó thì Tiết cũng rất là vui được em Minh đó là đặt cái phần gà rán và nước ngọt tại quán đồng quê của Tiết. Thì Tiết chân thành cảm ơn em rất là nhiều, chúc em thật nhiều sức khỏe nha. À, dạ thì em Minh cạnh đó thì em cũng có gửi một bữa cơm gia đình đến cho Tuyết rồi với nhóm rồi với mấy người mà phụ bếp đó, thì một tí xíu nữa thì mình sẽ đãi bữa cơm sau thì mình ăn cùng với đó là bé Ngọc Hăng rồi với bà nội của bé Ngọc Hăng luôn, là do là buổi sáng này mình chuẩn bị lại cho mấy bé đứa nhỏ thôi. Còn một tí xíu nữa thì mình dùng bữa cơm gia đình với bà nội của Ngọc Hăng. Thì một lần nữa tấm cảm ơn em. Dạ cuối clip và cho Tiết gửi lời chúc sức khỏe đến quý bà, cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tiết. Dạ Tiết xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau. Bye bye.